quần áo để đẹp cái tiền cho biết đâu mà mà đồ có đánh ở đấy thì đẹp thì xin những con trai thì tốt rồi gì không Vâng ạ.
có ạ. Nó như thế nào? Ai là cái quả này à? Chúa Đại Thánh vùng đất này trước đây trồng rau rền, bây giờ vẫn trồng rau rền, năm trẻ sắp tới vẫn trồng rau rền. Mấy ông không gì đây này, xây một bảo tháp đặt tên là rau rền. Trước đây quả tháp cho các thí sinh thi pháp sư, nhưng khổ lỗi bị tiêu tinh, nó rất mất, liền mất thời gian đó. Khổ thế, thế là cái đồng chạy ra hết cùng thí sinh này. Phân chạy thí đâu này? Đấy. Bây giờ quả tháp này bỏ hoang, vẫn phải trồng đồ này. Trước chồng thì không sao, bây giờ chồng cũng không sao, sau này chồng cũng không sao, vấn đề là không ai chồng mà sao nó vẫn có. Ta là thằng tính nghi lắm. Nghi là cái gì vậy? Chưa không giải đấy. Cái này lão không biết ạ. Không biết à? Đúng. Có thật mà không biết không? Không biết ạ. Không biết mà thế này. Được. Không biết. Không biết rồi. Ra ngoài kia đi. Đi nhỉ? Ta là Thánh à? Đi. Thế đi vào kia hoạch người đến giờ. Người tha cho chúng nó, bắt chúng nó ở lại đây quét dọn để mình làm rèn này.
còn phải lo hương khói đầy đủ. Ta mà quay lại đây mà thấy nó cứ một đoạn như thế này mà không còn chồng nó về nữa ấy. Mày em không tin được à? Tại sao lại chưa? Chị không tin được ạ. Mày không phải mày em không? Mặt vòng này, mặt cá này. Nói thật, lúc đấy
nếu mà xuất công trai không phải đi xuất khổ ăn. May mà mày kịp ấy, không phải có tình chỉ thôi nhá, tại đi đây. Chuyện đâu.